Rồi xin chào các bạn. Tưởng té mà không té. Tính xô cho té xong luôn rồi. Ít ác à. Thì hai chồng mình đang đi ra vườn hái cam chơi. Hái cam, cam chín nhiều quá à. Chúng là cam cũng khá ngon rồi các bạn. Bây được ba trái rồi. Thì hồi lát hái nhiều mình sẽ làm cái món này với cam cho các bạn xem chơi, mình ăn luôn. Chỉ cần tìm đến Đông y, bệnh tật đau nhức ra đi chẳng còn. Y học cổ truyền Sài Gòn, an toàn uy tín làm tròn chữ tâm. Phòng khám y học cổ truyền Sài Gòn khám và điều trị các bệnh đau nhức xương khớp, da liễu, tai mũi họng, thần kinh, tiêu hóa dạ dày bằng phương pháp Đông y uy tín hàng đầu hiện nay. Đặt hẹn khám chữa bệnh qua website yhoccotruyensaigon.com. Các bạn thấy nước với mương có đục không? Hôm gà là trời mưa nhiều, nước có đục rồi. Thêm mấy đại ca nữa nè. Đó, hai đại ca đó. Mấy đại ca xuống dũng, mấy đại ca quần. Cái gì không còn tôm cá nào trong dũng chân á. Hồi lát tôi sẽ mần đại ca nha. Mần đại ca này nè. Mần vịt hả? Mần gà chứ không vịt. Đây là con gà chứ không vịt nha. Ây da. Đóng quá. Rồi xin chào các bạn ha. Xin chào các bạn ha. Hôm nay mình mần con gà nha các bạn. Gà nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái món kết hợp giữa vịt với lại cam với hành. Thì nó sẽ như thế nào thì các bạn cùng xem nha. Giờ để mình mần cho nó sạch mới được. Nóng quá. Tại sao phải gọt vỏ cam? Cho đừng thay đắng. Chính xác. Thì muốn uống nước cam cũng vậy các bạn ơi. Gọt vỏ trước cho đừng có bị the. Đó. Mình sẽ gọt mấy trái cam để mình nặng lấy nước. Mình làm món này. Giờ mình ướp vịt nha các bạn. Thì những vịt sim hồi nãy bắt mần rồi đó. Ướp với xíu nước mắm, hạt nêm với bột ngọt là được rồi, sơ sơ thôi. Cái quan trọng không phải là gia vị ướp này, mà cái quan trọng là cam kìa. Mình giờ mình quay, mình làm giờ mình quay. Học quá vậy. Kệ nó không sao. Cầm nặng nha. Này các bạn thấy cam ngon không? Cam gì mà bán giá rẻ ghê à. Tại vì giờ quá trời nhiều người trồng cam mà, cho nên là giá rẻ. Thương lái Trung Quốc không chịu ăn nữa. Ướp cam giống như là cái món sườn mà hổm mình làm đó. Nó vừa hổm như cách đây cũng cả 6 tháng rồi. Cá này ngon hơn. Để ướp đại lên chút dứt hộp nha. Cho dịch tắm nước cam. Xa. Tắm xê da trắng. Thì cái dĩa ca dĩa mà để mình chuẩn bị hấp nè, đó là có hành lá với lại là cam muối, cam muối cam đồ sắc ra. Giờ mình sẽ ginh con vịt mình để lên, nhưng mà khoan để mấy phụ tùng ở dưới trước. Giờ mình sẽ rưới nước ướp lên luôn nha các bạn. Hốp hốp. Anh buồn vậy rồi chứ ba ơi kìa. Ba vô liền con ơi, ba vô liền, ba vô liền. Rồi bây giờ mình sẽ để con vịt vô hấp nha các bạn. Được. Buồn thức dậy cái phá nha. Đó. Hồi lát mình sẽ để hành lên trên nữa. Còn gốc hành nữa, đó chỉ là lá hành ở dưới thôi.
cam là chất vòng 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 dịch luôn. Massage xong giờ xông hơi nè. Vậy mới gọi là hấp cam nha các bạn. Mình sẽ dỡ cái này ra trước. Thằng Bun leo lên ngồi đợi sẵn đi. Coi chừng té Bun. Bố leo hết rồi. Bố nó tự leo lên luôn kìa. Bây giờ mình sẽ ginh ra thôi. Lấy ghế bự cho nó mà nó leo lên ghế nhỏ. Hấp dẫn. Nước mênh mông luôn. Nóng nóng nha Bôn, nóng nha Bôn. Ba dẹp cái sửng đi, để nóng Bôn nè. Thấy sao Bun? Con gì? Con vịt mà. Con vịt. Con vịt mà. Con vịt đi con. Ở chừng phỏng con nha. Ê, nó không phỏng. Chụp không kịp với Bun luôn nha. Đó, các bạn ơi. Món vịt tháp cam của mình nó đã chín rồi các bạn ơi. Thấy cái bự cho Bun nè. Đây nha, mẹ đi chiến cho con nha. À, giờ dọn chiến ăn nha con. Nè. Đừng con, chút xíu bà cắt cho ăn nha. Bố nó gấp rồi. Nó bụng rồi. Ngủ thuốc dễ đó bụng rồi. Đây là cái đồ chấm nha các bạn. Thì là muối ớt cam. Nóng không? Nóng đó. Thêm nữa nè. Thêm nữa không? Thấy nhiều nước kìa. Quậy lên. Bu lấy cam hả? Bu ăn phỏng nha. Nó gấp được luôn. Ba chắc cho Bun. Ba chắc Bun bỏ luôn chiếc Bu nhẹ bơi. Ừ. Chắc ra bơi. Giờ ba gấp mấy cọng hành này ra trước nha. Để mình dễ cắt nha. Điển mấy cái này ra. Ăn con gà. Vịt. Ăn con gà. Nó rất là mềm rồi nè. Trong bên ngoài. Muốn ăn luôn hả? Thương. Được không Bun? Còn nóng không? Ừ, nguội nè. Cái lưỡi nè, bên ngoài cái lưỡi. Không, cái lưỡi cay. Không có cay, lưỡi vịt Sabo. Lưỡi vịt Lê Kima Sabo Chie Lê Kima. Này các bạn ơi. Thì cũng như vịt luộc vịt hấp thôi các bạn ơi. Không có gì ghê gớm lắm đâu. Thơm chứ. Để hồi ăn thử coi cái làm sao. Cái nghĩ chắc cái này là nó bị hơi the the. Mình phải chuẩn bị tinh thần chút nha. Ừ. Tưởng tượng như là nước khổ qua có mùi cam. Ở đó luôn hả? Ừ. Cũng đó, cũng có như cũng đã. Này hồi lát cho Bun này nha. Cũng được. Không đến nổi. Nói chung là nếu mà để cam trực tiếp vô vậy thì nó sẽ đắng các bạn ơi. Nhưng mà tùy theo cái mức độ đắng ít đắng nhiều thôi. Mình cần lấy cái gì đắng đó mà. Ai không thích thì lột thẳng vỏ ra luôn. Nó muốn cam, test cam. Nó biết phần nó luôn hả? Thở. Thở đi con. Cái tay kia đâu rồi? Coi chừng nha. Nước xuống một cái là con chó nó ra nha. Ngập tiếng luôn nha. Trong cái đùi luôn á. Thôi, nhỏ giùm đấy. Ăn cái đùi đi cho thấy hấp dẫn. Chị ăn dùm đi anh đi. Ôi, xé ra được nè, mềm quá. Này cắt này nếm ăn giống Bun. Cắt này chiêu giống Bun. Cam này rất là ngọt nha các bạn. Cam
Đây là phần nước chấm của mình. Làm món này chơi vui thôi các bạn ơi. Nhà buổi chiều mấy gà về giữ nhà cho bà nội ông nội. Nên là làm bắt gà bắt vịt tụi ăn. Về tới ông nội nội về là hết gà hết vịt luôn. Vườn cao cũng sơ sát, gà vịt sơ sát. Cô đang đụng con. Bạn thấy buồn dễ thương không? Nếu mà thấy buồn dễ thương thì cho Bun xin một like thôi nha. Không cần gì nhiều. Nè, miếng vịt nè. Tiêu rồi. Rồi tiêu của Bun rồi. Nè, đợi cho Bun nè, mẹ nó luôn. Cho Bun. Vịt xiêm ở nhà nuôi thì thịt nó rất là chắc. Coi chừng nha. Rồi mẹ ăn cái khác đi. Mẹ ăn cái ớt đi. Ừ. Để xúc vô. Giờ mình sẽ chấm một miếng muối ớt cam nha. Bun làm gì Bun? Cái đầu cái. Còn nóng chứ mấy cây con. Nè, chấm có ớt rồi kia ăn thử à. Dạ, mới chấm à. À giờ ăn muối ớt chanh, giờ muối ăn muối ớt cam. Chung là thịt vịt là nó ngọt của nước cam. Nó ngon theo kiểu mà vịt hấp cam chứ không phải là vịt hấp gừng hay là vịt hấp gì nha các bạn. Lạ lắm. Chấm với nước cam. Chấm với muối ớt cam nữa. Ngon lắm. Măng ghép mẹ ơi, măng ghép mẹ ơi, măng ghép mẹ ơi. Rồi, giờ làm ghép nha. Thử mỡ hành đây, cái này có nó thấm gì cam không? Nhúng miếng nước cam à. Rồi. Chấm miếng nước cam nữa. Rồi tiêu luôn. Hai cái đùi vịt. Thằng Bun nó cho chó ăn hết trơn luôn. Còn gì đâu ăn? Ăn cái khác hả? Tới cái cánh đi, Bun ăn được cái cánh á. Ừ. Rửa thịt cho Bun ăn đi. Có hai cái đùi là ngon nhất là Bun cho chó ăn hết trơn rồi. Được rồi. Nè, lấy đũa của mẹ đi. Không quá. Nè, cho Bun cái đùi cái cánh nè, cái cánh nào. Dạ mẹ cánh. Hả? Ăn cái cánh. Không ăn cánh thôi. Để hồi ba. Nhỏ nhỏ cho Bun. Nóng nha, nóng nha. Con vịt này nói chung là cỡ ba người ăn đủ. Ừ. Tới nhỏ à. Vịt nhỏ mà cánh thì bự. Giờ còn xíu quách không á ba ơi. Thằng Bun là hết rồi đó. Thằng Bun là nó xử hết cho chó rồi. Thương bạn quá à. Dạ. Mềm không? Ăn nhiều lắm. Ăn đậu hả Bun? Các bạn nhiều khó ngồi coi gia đình mình ăn nha. Chứ giờ cũng biết nói gì nữa. Em đang thử miếng cam rồi. Để đũa xuống mẹ. Giống gì ta? Giống như bò nấu cam rồi này cái gì đó. Ông ngồi nè, ông ngồi ra nhẹ ra ra cái đũa nè. Tạm biệt.